Hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương năm nay, hôm qua lãnh đạo quyền Phong Điền đến dâng hương tại đình thần Nhân Ái. Đình thần Nhân Ái tọa lạc ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, được hình thành từ năm 1850, được phong sát thần ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức 1852. Trải qua thời gian thăng trầm lịch sử, đình thần Nhân Ái không chỉ là nơi thờ cúng tổ chức lễ hội, nơi đây còn lưu giữ nét văn hóa thể hiện phong tục tập quán, có ý nghĩa to lớn trong đời sống tinh thần của người dân Phong Điền. Để nêu cao tinh thần hướng về cội nguồn, tôn kính các vua hùng đã có công dựng nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các vua hùng và các bậc tiền nhân, những người đã có công đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã đoàn kết ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.